Rồi, trước mắt của anh em là một cây mai được trưng bày tại chính diện thì khu triển lãm. Cây này nó khá rất độc đáo này, một cây mai thành phẩm được chọn đặt ở vị trí rất là trang trọng để khu vực hội sân khấu được rất là nhiều người tham quan đến để chụp hình và ghi hình. Một cây rất là đẹp. Cây này thì nó hoa nó cũng tương đối nở rồi. Cây này nó với anh em ở cánh bắc thì chúng ta phù hợp với cái dòng cái lượng bắp như thế này. Nếu như ở miền Trung và miền Nam thì cái lượng bắp này là hơi sớm rồi của anh em. Tuyệt vời. Mời của anh em xem gần hơn. Cây chiêm ngưỡng được cái hot vẻ đẹp của cây. Cây này cũng là một cây, cây này cũng là một cây mai ghép của anh em. Cây này ghép dòng cúc nha. Cây này được cũng được rất là nhiều của anh em đưa tin rồi. Đẹp lắm nha của anh em. Nó khá là khủng nha. Nó khá là khủng. Chúng ta thấy cái lượng bắp này. Những cây như thế này thì thật sự những chủ nhân họ đã sưu tầm rất là lâu. Rất là lâu để tạo ra được một cái tác phẩm như này. Nhà vườn Xuân Vũ. Nhà vườn Xuân Vũ. Một cái mai này cũng rất là nhiều người đến xem để ghi hình. Sao chị mua 2-3 giờ để em cười miết nữa. Bên em xem cái vòng chân đế của nó này. Đây là hình thú, một cái chân đế hình thú nè. Cây bên xanh thì nha. Đấy, nó rất là nhỏ so với cái gốc của cây. Nhà vườn Xuân Vũ nè. Đây là cây nhà vườn Xuân Vũ. Ta thấy được cái lượng dâm như này. Nó thể hiện một cái cây rất là lâu năm. Với sang thì sẽ đưa cái thông tin của nhà vườn. Đó, những quý anh em nào chúng ta đam mê dòng mai, chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Đó, xuất sắc lắm. Những cây này thì người ta chú ý lật lá sớm để cho nó nở kịp. Thì cái khu triển lãm, tại vì thật ra những cái cây này người ta cũng không có muốn giao lưu đâu của anh em, người ta muốn giữ lại cây. Cây này thật sự nó quá là giá trị đi, rất là tuyệt vời. Cái cây mai thể hiện sự đẳng cấp của nhà vườn nha, được khá là nhiều khá là nhiều quý anh em đến để chiêm ngưỡng cũng như là ghi hình lại những cái khoảnh khắc đẹp tuyệt vời của cái cây mai. Nó một cái lực, một cái di sản cũng như là một cái đặc sản của Bình Định. Đây là một cái cây mai cũng khá là khủng nha. Cây này thì một cái cây khai thác này. Cây này cây khai thác và họ cũng đã hoàn thiện về chi cành, như những cái cây này cũng gọi là thành phẩm rồi. Cây này cũng khá là khủng, của anh em xem tổng thể cây. Cây này cái bộ dâm rất là đẹp. Cái bộ đế này của anh em, ta xem phần đế này. Đây, cái tay này sao sánh cái tay rất là, cái tay rất là nhỏ bé nha. Cái quanh của cái như này lớn, được kính quanh là 2, kính quanh là 60. Cái quanh của này là 40 nha. Cái này thì chiều cao nó tầm khoảng chiều cao khoảng 1 mét, là khoảng 1 mét. Đây họ có để số điện thoại.
cái nhà vườn này là trưng bày, họ có mai trưng bày và vẫn có mai công mai thương mại nha. Mai thương mại thì ở Bình Định hiện tại rất là rẻ luôn. Những cái cây da mai giáng long quanh tầm 7-8 cm, giá tầm 4-5 nghìn một cây. Còn những cái cây này là những cây họ đem ra trưng bày, giá cực kỳ cũng khá là cao. Và những cái cây mà ở nhà họ có những cái cây thương mại dùng cho quý anh em nào đi buôn là lá da giá sỉ, thì những cái nhà vườn này họ vẫn có, nó cung cấp cho đầy đủ cho quý anh em. Những năm gần đây thì mai Bình Định thì nó không có thiếu nha, phải nói là rất là nhiều, đáp ứng hầu như là cả nước, đầy đủ cả nước. Những cái nụ hoa này nó tầm khoảng một tuần nữa nha, một tuần nữa tầm khoảng 23 tháng chạp thì nó sẽ nở rộ. Cây mai rất là khủng luôn anh em, cây cực kỳ khủng nha. Cây này có cái vô một cái chậu, nó tầm khoảng đường kính nó tầm khoảng 1m2 nha, đường kính cho chậu khoảng 1m2, chiều cao nó còn khoảng 1m4. Cây này là một cái cây mà phải gọi là cực khủng luôn. Anh em xem phần đế này, đây anh em xem cái bàn tay nè, so sánh bàn tay nha, cái hoành này nó tầm khoảng quần này chắc khoảng là tầm 101, có 101 quần. Quý em thấy cái độ khủng không? Đế rất là đẹp luôn. Cái cây này thật sự nó quá là giá trị luôn. Nó chỉ cần họ làm rất là đẹp, chỉ cần làm rất là tự nhiên, rất là đẹp quý em. Cây này thì hoa nở kịp vào cho miền Trung nha, chứ miền Bắc, miền Bắc thì lại không được rồi. Hoa này thì chỉ miền Trung hay miền Nam thôi, chứ miền Bắc là bị trễ rồi quý anh. Cây không có để số điện thoại, không có để số điện thoại. Khả năng là cây này là chủ nhân họ chưa có muốn giao lưu, không có để số điện thoại. Cây này chắc họ giữ vườn, họ chưa muốn giao lưu cho nên là không có đổi số điện thoại. Đa số là những cây họ đổi số điện thoại là những cây mà thương mại, những cây giao lưu lại. Còn cây này thì không thấy đổi số điện thoại với đây. Cây này nó rất là đẹp nha, một cây thật sự giá trị luôn. Nên thấy chỉ cần họ làm giống như là một cây xanh cây si luôn, làm rất là tự nhiên. Cây này là cũng là một trong những cây khủng, một trong những cây khủng ở cuộc triển lãm năm nay. Tuy nhiên thì hoa thì hiện tại chưa nở cho nên quý anh em chưa không nhìn thấy mấy hoa được. Nhưng mà đa số những dòng này thì là cây ghép, thì họ ghép những cái giống dảo hoặc giống cúc. Thường thì chắc là dảo quý anh em, những cây bonsai thường người ta ghép dảo, còn cúc thì nó phù hợp với cái dòng thương mại hơn. Cây giá trị như này thì đa số anh em ghép dòng giáo, ghép hoa giáo là nhiều. Còn cúc thì đa số là ghép cây thương mại. Cây này nhìn thực tế nó khủng lắm nha quý anh em. Cây này năm ngoái hình như là không xuất hiện, cây này năm nay mới xuất hiện lần đầu tiên nè. Cây quá là đẳng cấp luôn. Cây mai, cây này lão mai, cây này là cũng của một cái người dân cũng nổi tiếng, anh ấy cũng khá là trẻ, của Ngô Mạnh Tung. Cây này là một cây mà khá là nổi tiếng ở Bình Định rồi, rất là già lão mai luôn. Cây này nó xù từ gốc đến tấn ngọn luôn các bạn. Cây có một cái bộ đế, những cái cây mà nó xù thì thường nó lại không có đế rễ trải nha, nó là cây cũ.
Đây là cây của Ngô Mạnh Tuấn. Những cây này thì sẽ thị truyền tải tới nội dung về của anh em xem thì quan ta quan tâm ta luôn trực tiếp với chủ cây. Cây rất đẹp, già cây, tác phẩm lão mai. Cây này thì hoa nó cũng tương đối hoa thì nhưng nó được cây già tốt. Xem cái độ già của phần gốc nó này. Này thấy cái độ già không? Chỉ cần dịp mà ta đánh xuân về thì người ta có được một cái cây mai quý như thế này, người ta trưng bày ở trong ở không gian người ta đón Tết nó sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mà những cái cây này thật sự giá trị nó không có, giá trị nó không có hơi thấp như quý này. Cây này người ta gọi là họ tính ta tiền tỷ lắm, tại vì những cái cây như thế này đó, nó khá là ít, không có nhiều. Những cây nó hội tụ đủ những cái yếu tố bonsai, không có nhiều cây. Và những cái cây này thì họ nuôi rất là lâu lâu năm rồi, được các nhà nhân họ đã xây dựng nó phải tầm vài mươi năm. Vành vành này nó tầm khoảng 90 nha, 90. Nó rất là lớn chứ không hề nhỏ đâu. Quay trong cái video thì ta không có hình dung hết được cái độ lớn của nó, nhưng thật sự nó khá là khủng, nó khá là lớn. Tác phẩm xuất sắc, tác phẩm xuất sắc tại cái cuộc triển lãm này. Cái này hầu như em nào cũng xuất hiện, tuyệt vời. Rồi, truyền tải tới của anh em một cái tác phẩm Mai Phong Tọa Lạc, Mai Phong Tọa Hạt. Một cái tác phẩm rất là khủng luôn. Cây bonsai lùng lực. Cây này nó rất là lớn nha của anh em, bộ đế cực kỳ đẹp luôn. Của anh em cứ xem tổng thể cây đã. Sản thì sẽ quay gần hơn để của anh em xem cái độ khủng của cái cây này. Một tác phẩm độc đáo, một trong những tác phẩm độc đáo tại cuộc triển lãm An Dương Bình Định năm nay. Cây này thì họ không có để số điện thoại, cái này là không có giao lưu của nên xem cái phần đế của cây này. Đây nè, của em xem cái bàn tay của Trương Thi một nè. Này. Nếu cây hoành khu này nó tầm khoảng 90 nha, 90. Cây này khá là lùng, cây này chiều cao nó khoảng chiều cao nó khoảng 1 mét thôi. Nhưng mà nó rất là khủng, một trong những cây mà xuất sắc. Ta nhìn xem kỹ phần chân đế này. Nó như là một cái con hình thú. Tuyệt vời như thế này. Ta thấy cái dàn xương của nó. Những cái này thì nó lượng búp nó lại ít, nó không
bonsai và cái lượng bức đó rồi cũng khá là hạn chế nha. Những cái dòng bonsai thì họ nuôi cũng không chủ yếu là chơi vào cốc cành, chủ yếu là chơi vào cốc cành là chính. Còn cái phần hoa nó cũng không phải là tiêu chuẩn đầu tiên, không phải là tiêu chuẩn đầu tiên của một cái cây mai bonsai. Giới thiệu cho ông vô trên nó lên ở gì vậy, khác chỗ nào chụp mình lấy cái mẫu này cho đúng ấy.